Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Weird Showbiz. Nếu các bạn đã từng xem video này, thì chắc hẳn là các bạn sẽ ấn tượng với những hình ảnh một đầu bếp sành sỏi, một quý ông đích thực dưới những bộ vest tinh tế, với một tâm hồn đam mê ẩm thực, nhưng ẩn đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng lại là một tên sát nhân với những sở thích biến thái khi biến các nạn nhân của mình trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Tất cả đều được khắc họa một cách hoàn hảo và để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua diễn xuất của nam tài tử người Đan Mạch Matt Mikkelsen. Thế nhưng ít ai biết được rằng, một trong những tài năng điện ảnh hàng đầu của Đan Mạch từng không được đào tạo bài bản trong diễn xuất và rẽ ngang vào sự nghiệp diễn xuất khi còn là một diễn viên múa và vận động viên thể dục. Ngay bây giờ, hãy cùng với Way to Weird tìm hiểu cách nam tài tử người Đan Mạch để lại ấn tượng trong lòng khán giả và nghệ thuật trong việc đưa những vai phản diện lên một tầm cao mới qua vai diễn từ sự nghiệp điện ảnh của mình. Let's go! Sở hữu một chiều cao lý tưởng cùng với một đôi mắt hút hồn và vẻ lạnh lùng khó cưỡng là một trong những yếu tố khiến cho anh dễ dàng là một trong những tài năng điện ảnh hàng đầu của Đan Mạch. Thế nhưng ít ai biết được rằng, anh là một tay ngang khi rẽ vào con đường nghệ thuật, khi anh còn là một diễn viên múa và là một vận động viên thể dục. Theo như Matt Mikkelsen chia sẻ trong phỏng vấn với tờ Independent, ông cho biết vũ công chưa bao giờ là mong muốn của ông, dù rằng với sự thật, ông rất thích nhảy, thế nhưng cái mà ông thích là chất biểu diễn của nghề vũ công, và đó là lúc diễn xuất lóe lên trong đầu ông. Tài tử người Đan Mạch đã từng có bước chuyển mình chậm chạp so với các diễn viên cùng lứa tuổi khi tốt nghiệp trường học diễn xuất trong những năm đầu ở tuổi 30, độ tuổi hầu hết được xem là lúc để hái quả ngọt với các diễn viên trong điện ảnh. Nhưng đối với Matt Mikkelsen, đây được coi là bước ngoặt để ông đến với sự nghiệp diễn xuất của mình. Với bước đệm là một vũ công và vận động viên thể dục, nên ông có nhiều cơ hội thử sức với nhiều loại vai diễn. Bộ phim đầu tiên mà ông tham gia diễn xuất là Pusher vào năm 1996. Bộ phim được mệnh danh là The Soprano phiên bản châu Âu. Trong phim, ông được vào vai trợ thủ của nhân vật chính Frank do Kim Bonnia thủ vai. Là một tay buôn heroin cần giải quyết một khoản nợ lớn với tên chủ ma túy, ông được đánh giá rất cao từ lần xuất hiện này cũng như lần tái xuất ở phần phim tiếp theo vào năm 2004 để giành được giải diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Robert 2005. Đây có thể xem như một cơ hội rất lớn để Matt Mikkelsen tiến gần hơn với Hollywood. Thế nhưng trước đó, từ năm 1996-2005, với hàng loạt bộ phim nổi bật được xem như bước đệm để ông tiến vào thị trường phim Hollywood, với các bộ phim tiêu biểu có thể được nhắc đến như Flickering Light vào năm 2000, Open Heart 2002, hay với phim The Green Butcher 2003, với vai diễn của Matt Mikkelsen trong phim được coi là tiền thân của loạt Hannibal sau này, khi với nhân vật Sven tràn đầy tham vọng trong phim. Khi Sven chế ra món thịt từ những nguyên liệu đặc biệt nhằm thỏa mãn cho tham vọng phát triển kinh doanh của mình. Đặc biệt hơn, với bộ phim King Arthur vào năm 2004, do Jerry Bruckheimer đạo diễn, người được mệnh danh là Quý Ngài Bom Tấn khi cho ra đời hàng loạt các bộ phim thành công như chùm ba phim Pirates of the Caribbean, Cướp biển vùng Caribe, hay National Treasure, Báu vật quốc gia, Bad Boys, Những gã trai hư, đã khiến cho vai tướng quân Tristan của Matt Mikkelsen được nhiều báo khen, điển hình như trang The New York Times đã nhận định đây là một dấu mốc đánh dấu sự chuyển dịch trong sự nghiệp phim ảnh của Matt từ Đan Mạch sang Hollywood. Ngoài ra, với bộ phim Adam's Apple vào năm 2005, khi nam tài tử kết hợp cùng với Erich Thompson đã giúp phim Adam's Apple giành được giải phim truyện xuất sắc tại Liên hoan phim Robert vào năm 2006. Mặc dù hầu hết các vai diễn trong sự nghiệp của ông đều là vai phản diện, nhưng qua hầu hết các bộ phim kể trên thì chúng ta có thể thấy được tài năng của tài tử người Đan Mạch không chỉ giới hạn trong vai phản diện mà vốn phong phú hơn rất nhiều, từ những thể loại vai như tâm lý, hài hay lịch sử đều được Matt xử lý rất tốt. Qua những ấn tượng mà anh đã thể hiện trong các vai diễn từ năm 1996 đến năm 2005, anh chính thức đặt chân đến Hollywood qua bộ phim Điệp viên 007, Song bạc Hoàng gia, Casino Royale 2006 khi vào vai phản diện Le Chiffre. Bộ phim được đánh giá thành công nhờ sự cách tân triệt để hình tượng của James Bond và tên ác nhân Le Chiffre. Nếu Daniel Craig khắc họa thành công hình tượng James Bond những ngày đầu làm 007 bằng tính cách lạnh lùng, tính hiếu thắng và một tình yêu chân thành, thì Matt Mikkelsen với hình tượng Le Chiffre đã tạo ra một tên ác nhân lạnh lùng,
quyết đoán chứ không phải là một tên điên có tính cách lòe loẹt. Nhờ tiếng vang của bộ phim, anh tiếp tục thể hiện được tài năng của mình ở các bộ phim khác nhau như After the Wedding vào năm 2006, A Royal Affair 2012. Bộ phim giành được đề cử Oscar và quả cầu vàng cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và đặc biệt là bộ phim The Hunt 2012 với nội dung mô tả cuộc sống của nạn nhân khi bị buộc tội lạm dụng trẻ em và diễn viên chính là thầy giáo Lucas do Matt Mikkelsen thủ vai. Phải sống trong sự kỳ thị, tẩy chay, đến nỗi sống dở chết dở. Với vai diễn được lột tả tài tình qua khuôn mặt và nhất là ở ánh mắt trong bộ phim đã giúp anh giành được giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2012. Thế nhưng tên tuổi của anh chính thức được biết đến nhiều nhất bởi khán giả khi xuất hiện trong series truyền hình Hannibal 2013-2015. Đây được xem là một thử thách lớn dành cho Matt vì hình ảnh Hannibal trước đó đã được diễn viên gạo cội Anthony Hopkins khắc họa vô cùng thành công. Và để thoát ra được cái bóng quá thành công của nhân vật từ phần phim trước đó, nhà sản xuất đã vô cùng đau đầu với vô vàn lựa chọn để sau cùng chọn Matt Mikkelsen vào vai tạo hình nhân vật khó nhằn này. Nam tài tử đã chứng minh cho nhà sản xuất lựa chọn là đúng khi anh mang tới cho người xem một hình tượng hoàn toàn mới lạ và khác biệt so với phiên bản điện ảnh của nhân vật Hannibal. Với nội dung chính của series xoay quanh cuộc đối đầu giữa điều tra viên Will Graham do Hugh Dancy thủ vai và bác sĩ tâm lý hay còn được gọi là tên sát nhân điên rồ Hannibal Lecter do Matt Mikkelsen thủ vai, đan xen với nhiều biến cố liên tiếp xảy ra trên màn hình và bối cảnh máu me để làm tô điểm cuộc đấu tranh tâm lý của Will và Hannibal trong việc tăng thêm tính chiều sâu cho series. Bộ phim không chỉ phản ánh bạo lực thuần túy mà còn biểu hiện sự trần trụi, hỗn loạn trong tâm lý nhân vật, luôn đan xen các tầng lớp cảm xúc bên dưới những cảnh tượng kinh hoàng mà ít tác phẩm kinh dị nào làm được. Với cái bóng thành công quá lớn của tiền bối Anthony Hopkins trong bản điện ảnh The Silence of the Lambs vào năm 1911, tạm dịch Sự im lặng của bầy cừu, màn thể hiện tên bác sĩ tâm thần Hannibal của Matt được giới phê bình đánh giá cao và được coi là yếu tố mang lại thành công cho series. Nếu Hannibal của Hopkins kiêu ngạo, đáng sợ và loạn trí, thì Hannibal của Mikkelsen trong phim lại là người thao túng, cẩn thận và danh mãnh. Về ngoại hình, Hannibal của Mikkelsen trông lãng tử, học thức, thì Hannibal của Hopkins lại có đôi mắt màu xanh với khuôn mặt hơi gườm, mang tới sự đáng sợ đến nổi da gà. Người xem series Hannibal dần bị cuốn vào trong nét đẹp của nghệ thuật nấu ăn, lẫn trong phong thái quý tộc và những lời nói thôi miên người nghe. Mặc dù series Hannibal được sự đón nhận rất lớn, tuy nhiên điều đáng buồn khi series lại dừng chiếu chỉ sau 3 mùa, để lại sự đáng tiếc rất lớn cho Hannibal, tên gọi những fan trung thành của series Hannibal. Thế nhưng với những gì mà Matt đã thể hiện, một Hannibal Lecter hoàn toàn khác với ông đã cách tân thành công hình tượng nhân vật mang dấu ấn của riêng mình. Sau thành công của series này, Matt Mikkelsen tiếp tục tham gia vào bom tấn Doctor Strange năm 2016 của vũ trụ điện ảnh Marvel trong tuyến phản diện Cassilius, diễn cùng tài tử Benedict Cumberbatch và minh tinh Tilda Swinton. Hai tháng sau, anh xuất hiện trong bom tấn Wrath One: A Star Wars Story trong nhân vật phản diện Galen Erso và vai phù thủy hắc ám Grindelwald trong phần tiền truyện của Harry Potter để thay thế Johnny Depp sau những lùm xùm quanh đời tư của tài tử này. Qua từng vai phản diện mà Matt tham gia, nam tài tử Đan Mạch đều khéo léo khai thác nét độc đáo của nhân vật phản diện và cố gắng làm cho những nhân vật đó có tính áp đảo, thu hút hơn so với nhân vật chính diện. Và đây chính là một trong những điểm đặc biệt gây ấn tượng mạnh trong tâm trí người xem của nam diễn viên. Matt Mikkelsen chia sẻ rằng, để hóa thân vào một nhân vật tốt, anh thường nghiên cứu tập trung vào nhân vật và kịch bản để tìm ra những điểm tương đồng giữa nhân vật và chính bản thân mình, cho dù là bất cứ loại vai nào. Không chỉ gây ấn tượng với các vai phản diện và lập dị, Matt cũng tham gia một số bộ phim tâm lý có chiều sâu như Valhalla Rising vào năm 2009, Bắc Cực Arctic năm 2018 hay gần đây nhất là bộ phim Another Round có sự tham gia của Matt đóng chính đã giúp bộ phim nhận giải phim hay nhất tại tuần lễ phim London hồi tháng 10. Trong đợt giãn cách xã hội, Matt Mikkelsen còn nhận được giải Heart of Sarajevo từ xa do Sarajevo Film Festival trao tặng, công nhận những cố gắng trong sự nghiệp điện ảnh suốt hơn 20 năm của diễn viên 55 tuổi. Báo chí thế giới nhận định Matt Mikkelsen là một ngôi sao sáng muộn do phải trải qua nhiều năm tháng thăng trầm để đạt được đến thành công như hôm nay. Sự nghiệp lên như diều gặp gió tại Hollywood của Matt Mikkelsen khiến người Đan Mạch rất tự hào về ông. Vì thế, có một sự thật thú vị về ông là trong sự nghiệp diễn xuất, Matt Mikkelsen không chỉ đóng vai hiệp sĩ trong các bộ phim như King Arthur, The Three Musketeers và Age of Uprising. Ông còn là hiệp sĩ ngoài đời thật khi được phong tước hiệp sĩ tại Đan Mạch từ Order of Dannebrog, còn được gọi là Order of White Knights, được thành lập từ những năm 1600 nhằm vinh danh những thành tựu nghệ thuật của Matt trong điện ảnh và truyền hình.
Đối với Mads Mikkelsen, một người chuyên vào vai phản diện có vẻ ngoài gai góc do cặp mắt sâu cùng với xương gò má, cứa đứt mọi ánh nhìn, có lẽ sẽ khiến không ít người phải ái ngại khi tiếp xúc ngoài đời. Thế nhưng phía sau vai diễn, Mads Mikkelsen lại cực kỳ cởi mở với fan, thậm chí khi đang quay phim, nam diễn viên chứng kiến fan vẫy tay với mình thì ông không hề ngần ngại vẫy tay lại và còn bước sang để giao lưu với những người hâm mộ. Với ông, dù đang trên trường quay, tại sự kiện hay đi nghỉ cùng gia đình, Mads không bao giờ từ chối chụp ảnh, ký tên cho fan nếu vô tình gặp phải. Ngoài ra, bên cạnh sự nghiệp sáng giá thì đời tư của Mads Mikkelsen cũng được nhiều người chú ý. Nam diễn viên không chỉ thành công trong sự nghiệp mà hôn nhân cũng vô cùng viên mãn với hai người con và người vợ là nữ diễn viên truyền hình cũng quen mặt với khán giả ở quê nhà, Hannah Jacobson. Mặc dù dễ ngang vào điện ảnh khá trễ, thế nhưng những gì Mads Mikkelsen làm với những vai diễn trong sự nghiệp, đặc biệt là những vai phản diện, đã được nam tài tử cách tân và đưa lên một tầm cao mới, thậm chí là vượt trội hơn cả những vai chính diện. Gần nhất trong bộ phim điện ảnh phần 5 Indiana Jones, các bạn có thể nhấn vào link sau đây để xem chúng mình review tổng thể về bộ phim. Nam diễn viên Mads Mikkelsen vào vai phản diện Bergen Völler để đối đầu với tuyến chính do Harrison Ford thủ vai. Các bạn hãy ra rạp để thưởng thức diễn xuất từ trùm phản diện Mads Mikkelsen và chia sẻ những cảm nhận của mình về nhân vật này các bạn nhé. Trong suốt video, chúng mình nhất định sẽ có những thiếu sót về những thông tin của nam diễn viên Mads Mikkelsen. Nên ngoài những thông tin mà vừa rồi chúng mình chia sẻ, các bạn có thể bình luận ở phía dưới nếu có bất kỳ thông tin nào khác về nam diễn viên. Ngoài ra, các bạn có thích video này hay không? Đừng quên để lại cho chúng mình một like, share và subscribe để tạo thêm động lực cho ra đời những video tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.